Chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sòn Say Sĩ Phan Đòn. Nhân dịp Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Lào, Sòn Say Sĩ Phan Đòn sẽ tạo ra xung lực mới, mang lại kết quả thực chất tương xứng với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn sát cánh hỗ trợ Lào hoàn thành tốt các trọng trách quốc tế năm 2024. Thủ tướng Sòn Say Sĩ Phan Đòn bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới, chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Sòn Say Sĩ Phan Đòn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Đồng thời đánh giá cao đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội Lào. Đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quan trọng giữa hai đảng hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và ngoại giao, tiếp tục chú trọng giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử gắn bó thủy chung và thành tựu của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời không ngừng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục, đào tạo, du lịch, trong đó chú trọng phối hợp kết nối các hoạt động hợp tác du lịch trên cơ sở năm du lịch Lào 2024 và chương trình Một Hành Trình Ba Điểm Đến. Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sĩ Phan Đòn, hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa các địa phương hai nước, tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Lào, tiếp tục thúc đẩy các dự án đường cao tốc Viêng Chăn-Hà Nội, đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng và các dự án hợp tác trọng điểm khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sòn Say Sĩ Phan Đòn lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em sẽ thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9, tiếp tục triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Thủ tướng Sòn Say Sĩ Phan Đòn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn, chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại to lớn của Việt Nam, coi đây là niềm cổ vũ động viên to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Hai thủ tướng cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực. Thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước Việt Nam-Lào và các thỏa thuận giữa ba người đứng đầu của ba đảng cầm quyền Việt Nam-Lào-Campuchia, triển khai tốt các thỏa thuận giữa hai chính phủ. Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác, gồm nghị định thư hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào, bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa hai văn phòng chính phủ Việt Nam-Lào, bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa hai chính phủ Việt Nam-Lào, kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Thể thao Lào. Chiều nay mùng 6 tháng 1 tại trụ sở chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thực hiện các định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng phát triển học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lịch sử truyền thống vẻ vang. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương.
Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự quan tâm trăn trở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ, then chốt của then chốt, vị trí vai trò tầm quan trọng của Học viện. Thủ tướng khẳng định, thời gian qua, Học viện đã kế thừa và tô thắm thêm lịch sử, truyền thống vẻ vang, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó có thực hiện đột phá chiến lược về nguồn nhân lực. Học viện có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đạt nhiều kết quả cụ thể và đào tạo nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tư vấn chính sách phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị với cấp ủy địa phương. Tới đây, Học viện cần bám sát chủ trương định hướng và các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị. Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước. Trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, kiên quyết khắc phục bằng được căn bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị. Tiếp tục khẳng định Học viện là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tham mưu tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Thủ tướng đề nghị củng cố phát triển nguồn nhân lực của hệ thống Học viện, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ khoa học của Học viện. Lưu ý cần gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Học viện. Cán bộ, đảng viên Học viện phải gương mẫu rèn luyện, luôn luôn là đội ngũ mà Đảng và nhân dân tuyệt đối tin tưởng về chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong. Cùng với đó, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật gắn với thực hành văn hóa trường Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Học viện trong công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn đối với hệ thống trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Học viện trên tinh thần chủ động, tích cực, trong đó phối hợp tổ chức tốt việc kỷ niệm 75 năm thành lập Học viện trong năm 2024 phù hợp với tình hình. Về các kiến nghị của Học viện, Thủ tướng cơ bản đồng ý về nguyên tắc và cho biết sẽ thành lập tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành cùng làm việc với Học viện và các cơ quan liên quan để ra soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Tiếp tục chuyến công tác tại Hải Phòng, chiều ngày 6 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng, các cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng thời gian qua. Hải Phòng luôn nằm top đầu cả nước trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác. Đặc biệt, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP tăng gần 11%, gấp khoảng 2 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đây là những cái thành tựu nhưng cũng vừa là nguyên nhân. Chẳng có cái gì từ trên trời rơi xuống hết, đồng chí. Trừ mưa đó thôi. Cái vai trò của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, nhất là những người đứng đầu là quan trọng. Khát vọng, dám nghĩ, dám làm, là còn biết cách làm nữa. Thì mới là khó. Thì đồng chí thấy một số nơi cũng trì trệ lắm. Một số địa phương hiện nay không bứt phá lên được. Chứ không phải là vì thiếu thời cơ thuận lợi đâu. Và đây nó tiếp nối của nhiều nhiệm kỳ. Chứ không phải chỉ có nhiệm kỳ này. Tiếp tục phát huy cái tinh thần này. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố Hải Phòng lưu ý đến những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, đại diện các ủy ban Quốc hội để Hải Phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Hải Phòng cũng cần đánh giá thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ trong bối cảnh chung cả nước. Tiếp tục hết sức quan tâm đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là củng cố tăng cường cái sự gắn kết, phối hợp với nhau trong hệ thống chính trị.
và cái vấn đề đoàn kết nội bộ. Đoàn kết đây không phải là xuôi chiều mà trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức xây dựng đảng, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, rồi nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, trên tinh thần nêu gương của người đứng đầu, trên tinh thần là phê bình và tự phê bình. Đừng có một ai đứng ra ngoài tập thể. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục siết chặt kỷ cương, rà soát gỡ vướng hoàn thiện các văn bản địa phương, triển khai hiệu quả quy hoạch thành phố, đẩy mạnh sắp xếp hành chính, mở rộng không gian kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, sớm thực hiện hóa khát vọng, mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước.